ngày 24 tháng 11, cơ quan công an tỉnh Bình Phước đang điều tra, làm rõ vụ xe nâng cán cho bé 2 tuổi tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ chiều ngày 23 tháng 11, Dương Văn Sáng, 21 tuổi, ngụ xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, điều khiển xe nâng có gầu múc không biển kiểm soát chạy trong khu vực nhà xưởng của một doanh nghiệp ở xã Thống Nhất, không chú ý quan sát, đã cán qua người một bé trai 2 tuổi đang đứng chơi ở khu vực đường nhà xưởng, khiến cháu bé tử vong tại chỗ. Toàn bộ hình ảnh vụ tai nạn được camera an ninh ghi lại.